Xin chào các bạn. Video này mình sẽ tổng hợp các chiếc máy bay thuộc dòng Boeing 777 ở sân bay Tân Sơn Nhất. Các đoạn video này mình quay trong chuyến vào Sài Gòn gần đây. Đây là một dòng máy bay mà mình rất thích. Đây là một chiếc Boeing 777-300ER của hãng EVA Air. Đây là phiên bản lớn nhất của dòng Boeing 777 đang được khai thác thương mại. Và một điều đặc biệt là chiếc này vừa hạ cánh xuống đường băng 25 trái của sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại thì sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác trở lại cả hai đường băng và các máy bay chủ yếu hạ cánh ở đường băng 25 phải. Nhìn từ phía sau có thể thấy chiếc 777-300ER có bộ cánh tà rất đồ sộ, không kém gì các chiếc máy bay Boeing 747. Đợt mình vào Sài Gòn thì hãng EVA Air là một trong những hãng hoạt động tích cực ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hình như một ngày có 2 chuyến đến và 2 chuyến đi bằng loại máy bay khổng lồ Boeing 777-300ER. Và đây là một chiếc Boeing 777 được trang trí đặc biệt của hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Đài Loan này. Một chiếc máy bay trong livery hình mèo Hello Kitty. Bộ bánh đáp đồ sộ của chiếc 777 tạo ra rất nhiều khói khi chạm mặt đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ bánh đáp phía sau của chiếc 777 gồm có 6 bánh ở mỗi bên, trông như hai chiếc xe thiết giáp bánh lốp đang nâng đỡ máy bay vậy. Đây là một chiếc Boeing 777-300ER có lẽ vừa thực hiện một hành trình ngắn nhất để đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc này là của Singapore Airlines và nó vừa bay từ sân bay Changi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Singapore Airlines thường chỉ khai thác các chuyến bay đến sân bay Nội Bài bằng loại Airbus A350-900. Đây là pha hạ cánh của chiếc Boeing 777-300ER của hãng Golden Air. Video này mình quay từ quán cà phê Cá Thay trên đường Nguyễn Văn Công. Các bạn có thể thấy góc quay này gần như ngược với góc quay từ quán cà phê 389 Quang Trung. Điểm dễ phân biệt nhất của phiên bản 777-300ER là nó có đầu mút cánh được mở rộng thêm khoảng 2m ở mỗi bên, nên trông cánh của nó thanh thoát hơn, chứ không cụt ngủn như dòng 777-200 hay 777-300. Tất nhiên còn các chiếc 777F và 777-200LA cũng sử dụng bộ cánh mở rộng này, nhưng thân của chúng ngắn hơn chiếc 777-300ER khoảng 10m, nên cũng dễ phân biệt. Đây là một chiếc 777-300ER của một người hàng xóm Đông Nam Á, chiếc máy bay của Philippine Airlines. Đây là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất ở châu Á và hiện tại cũng sở hữu nhiều loại máy bay khủng như Boeing 777-300ER hay Airbus A350-900.
Hai động cơ của chiếc 777-300ER thuộc loại động cơ phản lực lớn nhất trên thế giới. Đó là các động cơ GE90-115B của General Electric với đường kính lên tới 3,4m. Đường kính của động cơ này gần bằng đường kính thân của chiếc Boeing 737. Và đây là một chiếc Boeing 777 đặc sản chỉ có ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là máy bay của một hãng hàng không Đức, hãng Aerologic, một liên danh giữa hãng Lufthansa của Đức và hãng DSL. Hãng này khai thác các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng loại Boeing 777F, cung đoàn chở hàng chuyên dụng của dòng 777. Đây là pha cất cánh của chiếc 777 trong livery Hello Kitty của hãng EVA Air. Chiếc 777-300ER của hãng Korean Air bắt đầu chạy đà để cất cánh. Và bây giờ tới lượt chiếc 777-300ER của Singapore Airlines chạy đà để cất cánh. Đây là pha cất cánh của chiếc 777 của Philippine Airlines. Góc quay này là góc từ quán cà phê 389 Quang Trung.
Quán cà phê 389 Quang Trung nghe tiếng máy bay sẽ đã hơn ở quán Cathay. Và cuối cùng là pha cất cánh của chiếc 777F của Aerologic. Chiếc máy bay này có bật đèn logo ở đuôi, nên tuy trời tối nhưng vẫn nhìn rõ thương hiệu của hãng hàng không. Chiếc 777F này sử dụng động cơ GE90-110B, chỉ kém hơn một chút sức mạnh so với động cơ GE90-115B trên các chiếc Boeing 777-300ER. Chiếc 777F đã rời khỏi mặt đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.